Thì hôm đó tôi cũng đi đám về thì cũng có cái chạy tới một cái đoạn cua gắt nhưng mà mình quên đi, thì cũng có dùng một ít rượu bia nhưng mà cua nó gắt quá nên mình bay xuống lề đập mặt vào mặt nạ xe thôi. Ngày xưa thì cũng gương mặt trời cho cũng được, mà khi bị tai nạn thì nó mất đi rất nhiều thứ, nó mất thậm chí tới 70%. Thì cũng không sống, cũng hơi tự ti, cũng hơi nhút nhát hơn, không được tự tin như xưa. Khách hàng của chúng ta đến với bệnh viện thẩm mỹ Gan Hu với xương vùng mặt bị nứt gãy nặng, đã được bắt nẹp từ trước, vỡ xương hốc mắt, mũi gãy, biến dạng, thần kinh bị chèn ép gây đau đớn hàng ngày. Các kết quả được ghi lại với công nghệ X quang AI điện toán cho thấy rõ nét những nơi phần xương được gia cố bởi nẹp kim loại, phần bị khuyết hõm, giúp các bác sĩ vạch ra phác đồ điều trị cho khách hàng một cách chính xác nhất. Trải qua hàng loạt các phương pháp phẫu thuật như làm đầy xương hốc mắt, chỉnh sửa lại phần xương mặt, nâng lại mũi, khắc phục lại vùng mũi bị lõm. Hãy cùng đón chờ kết quả hoàn thiện của anh ấy trong lần tái khám tiếp theo nhé.